Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão. Còn 5 ngày nữa là chúng ta hết năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mới. Giờ này chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa lễ hàng tuần. Đặc biệt hôm nay chúng ta làm lễ hiệp kỵ cuối năm trước khi chúng ta bắt đầu vào năm mới. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hôm nay nhân dịp cuối năm dỗ chung ông bà, cho nên các con cháu về hơi đông ha. Thưa đại chúng, chúng ta có cái danh từ hiệp kỵ. Chữ kỵ nghĩa là cái ngày đó là ngày mất của người thân mình. Ngày đó là ngày kỵ, kỵ mới chết. Cho nên cái ngày đó chúng ta gọi là ngày kỵ dỗ. Chữ dỗ là tiếng Việt, ngày kỵ là tiếng âm Hán. Thì mỗi người mất đi đều có cái ngày đó của mình. Giống như mình sanh ra mình có ngày sinh, thì mình mất có ngày tử. Tử sinh là chuyện phải đi qua, là ải phải đi qua. Cái đó là cái ải đó, khó lắm á. Tử sinh là ải phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà. Thì chữ nhà này không có nghĩa là cái nhà mình ở, mà nghĩa là trở về nhận chân được cái sự không? Tử sinh là ải phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà. Ai cũng chết sống, nhưng mà bao nhiêu người nhận ra được cái chân lý chết sống đó, để trước khi chết chúng ta sống cho dễ thương, cho nó đẹp. Ai cũng muốn một ngày mới, cái gì mình cũng muốn đẹp. Thậm chí xin phép đại chúng, mình ngoài đời mình nói nhau chơi đẹp nhưng mà sống không đẹp. Như vậy thì cái cốt tủy là chúng ta làm sao sống đẹp để chết tốt. Mà chết tốt là một trong năm cái phúc mà người đời ai cũng đi tìm, muốn có, gọi là ngũ phúc lâm môn. Người ta viết chữ phúc, viết xong người ta đảo cái chữ phúc lại, treo ngược lại, gọi là phúc đảo. Phúc đáo tức là cái phúc nó đáo trở lại mình. Cho nhiều khi mình đi tới mấy cái cửa nhà người ta, mình thấy viết chữ phúc sao nó treo ngược lại, nói nhà này chắc không biết chữ tại mình không biết phong tục, không biết cái ý của người ta, cho nên chữ phúc người ta treo ngược lại. Ý nghĩa là gì? Cái phúc đó nó đáo trở lại mình. Nó đáo trở lại, còn phúc đáo, đảo, đảo tức là đáo lại. Cho nên người ta lấy ý. Giống như người ta làm hai cái bàn chân, rồi xong ta để cái con dế con gì đó trên cái bàn chân đó. Thì tại vì người ta phát âm là chân là túc, mà cái con là tri. Tri túc, con đó nó nằm trên cái chân, ý muốn nhắc mình sống phải biết đủ. Cho tên mua hai cái cặp chân ta để trong nhà, có cái con nó đậu ở trên cái chân, đem cái chân vào để chi tri túc, lấy ý. Cho nên cái hoa vàng mình kêu là hoa mai, đây là mai miền ở Bắc. Thì khi mình treo cái hoa đó lên thì biểu, cho nên khi mà đến tháng 2, chúng ta gọi là tháng Chạp, trong 12 tháng có 2 tháng chúng ta có bằng chữ thôi, còn kia tháng bằng số hết. Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, qua tháng 12 kêu tháng Chạp. Mà hãy đầu năm kêu tháng Giêng, vậy thì hai chữ Chạp Giêng nể đâu ra. Thật ra cái tháng này, tháng Chạp, nó có bắt nguồn từ một cái chữ, đúng ra người ta gọi là Lạp Nguyệt, tiếng Hán Việt gọi là Lạp Nguyệt. Lạp là gì? Là vì ngày xưa cái món ăn này nó bắt nguồn từ Nam Bắc Triều Trung Quốc, tức là khoảng năm 420 Tây Lịch. Thì người ta đem thịt heo, người ta trộn lại mỡ heo, thịt heo, gia vị với rượu,
ta trộn lại rồi ta dồn nó vô trong một cái ruột khô để người ta dành, để dành ăn mùa đông. Thì nó rộ lên cái thời gian làm đó đó, cho nên cái tháng này người ta gọi là lạp nguyệt. Gì chữ lạp là gì? Lạp là nó bắt nguồn từ một loại thịt. Rồi ruột á, tiếng Hán Việt gọi là trường, cho nên đúng chữ chúng ta đọc là lạp trường. Bây giờ người Việt đọc trại ra thành lạp xưởng. Vậy thì chữ lạp xưởng nó bắt nguồn từ chữ lạp trường. Và chữ lạp này á, cái tháng này làm cho nên gọi là lạp nguyệt. Và người Việt đã đọc thành chữ lạp, chạy chữ ra thành chữ chữ gì? Chữ chạp. Vậy thì chữ chạp nó không có nghĩa gì hết á, mà nó là một chữ đọc trại từ chữ lạp. Cho nên người Việt Nam đọc là tháng chạp. Còn tiếng âm Hán là lạp nguyệt. Ví dụ hôm nay mình đọc một cái lời nguyện bằng tiếng Hán đi. Vì mình đọc tiếng Việt cho nên Pháp Hòa nói: hôm nay là ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão. Chứ nếu mình đọc Hán Việt là Kim Nhật Quý Mão Niên Lạp Nguyệt. Kim Nhật là hôm nay, Quý Mão Niên là năm Quý Mão. Thế mình đọc âm Hán là phải đọc năm trước, rồi mới tới tháng, mới tới ngày. Thí dụ như là Quý Mão Niên Lạp Nguyệt Nhị Thập Ngũ Nhật, đó là ngày 25 tháng Chạp. Vậy thì chữ chạp này chúng ta đọc trại từ chữ lạp. Mà lạp này là lạp gì? Lạp này là từ cái chữ lạp trường. Cho nên mình đọc á, chữ trường của người ta mình đọc thành chữ xưởng hay chữ sườn. À, chữ lạp đọc thành chữ chạp, cho nên lạp xưởng. Ăn lạp xưởng. Thật ra là lạp trường. Gì? Trường là ruột. Trường là ruột. Trường là ruột. Cho nên lấy cái đó, người ta lấy cái thịt, người ta dồn trong cái ruột đó, người ta phơi khô. Và cái tháng này là cái tháng rộ lên, làm chuẩn bị cho mùa đông. Rồi lạp tháng này là giống như ở bên Hàn Quốc, tháng 11 là tháng người ta làm kim chi. Mà làm kim chi của người Hàn Quốc á, là người ta lấy cái bắp cải kim chi đó, người ta chẻ nó ra làm hai hoặc là làm bốn, rồi người ta mới ướp gia vị, rồi người ta mới quấn lại, người ta để trong cái khạp bằng đất, khạp bằng cái khạp á, ta chôn ở dưới đất để dành ăn mùa đông. Vì ngày xưa người ta không có tủ lạnh, mà xứ người ta xứ lạnh, cho nên ta đào rồi ăn lên. Muốn ăn thì người ta lấy một bỏ đó lên, ta cắt ra, người ta làm như vậy, người ta ăn được lâu. Thì cái tháng 11 là cái tháng người ta làm kim chi. Thì mỗi một cái đất nước và dân tộc, tùy theo thời tiết mà người ta có những món ăn. Ví dụ như có nơi như là ở bên Bhutan á, người ta trồng ớt, người ta đem lên nóc nhà người ta phơi. Cho mình đi xe ngang mình thấy trên nóc nhà người nào cũng đỏ lồm hết trơn, ớt không, tại vì người ta ăn ớt. Ớt ngâm dầu, đi học về, đi làm về đói bụng quá, bới một chén cơm, múc một chén ớt ngồi ăn với cơm, ăn cay khiếp lắm. Rồi ớt của người ta đem đi, người ta xào với lại phô mai, mà người ta ăn như ăn rau vậy đó. Mà mình chỉ cần nếm cái gia vị thôi là mình té lửa rồi. Mà người ta ăn vậy đó. Pháp Hòa qua bển, Pháp Hòa nói làm cái món truyền thống ở đây cho tôi ăn. Làm lấy món truyền thống ớt xào. Vậy thì quý vị biết cái chữ duyên ha, ở chữ chạp phải không? Chạp là đọc trại từ chữ lạp. Rồi giờ tới chữ duyên. Chữ duyên á, người Hoa đọc là chính nguyệt. Nếu mà miền Nam mình đọc là chánh nguyệt. Chánh nguyệt là gì? Là cái tháng đầu, tháng chánh nhất. Cho nên đọc là chính. Chính cho mình đọc thành chữ gì? Chữ duyên. Tại là mình đọc trại chữ. Cũng giống như ăn chay, mình đọc riết thành ăn chay. Nhưng mà ăn chay là mình nói thôi nha. Văn nói thì nói ăn chay, nhưng mà là văn viết thì phải viết là trai, chứ không thể viết là trai. Thí dụ hôm nay là ngày trai, tháng này là tháng trai, chứ không ai kêu tháng chay hết á. Mình nói mình không sao, nhưng mà đó là văn nói. Cũng giống như mình nói văn nói thì nói cám ơn, mà viết thành chữ phải viết cảm ơn. Chữ cám nó không có nghĩa. Ơn người ta làm việc gì cho mình phải cảm nhận được cái điều đó mình mới mang ơn chứ.
Cho nên hãy viết thành chữ là văn viết là phải viết cảm ơn. Còn muốn anh nói là nói cảm ơn được. Giống như mình nói mua đồ ăn, chữ đồ ăn là mình văn nói thôi. Chứ hãy là văn chữ viết là phải thức ăn. Nơi đây có phát hành thức ăn chay. Chứ không ai ghi nơi đây có bán đồ ăn chay. Chữ đồ ăn nó là tiếng chữ đồ nó chưa có nhẹ, nó không có đúng chữ, nó là chữ thô. Đồ là chỉ đồ đạc vật chất. Kể hãy nói là phải nói thức ăn. Còn viết là viết thức ăn, còn mình nói thì nên tập nói thức ăn nghe nó nhẹ hơn. Đây là Pháp Hòa nói gì thì tháng Giêng tức là tháng 9 là chín nguyệt. Là nguyệt chánh tháng chánh thì mình đọc trại thành tháng Giêng. Mà rất nhiều chữ tiếng Việt Nam chúng ta đọc trại kiểu vậy đó. Rất nhiều chữ chứ không phải đây là một ví dụ thôi. Còn nhiều chữ nữa. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích sơ để đại chúng biết. Tháng Chạp có khi còn được gọi là tháng gì biết không? Tháng Củ Mật. Biết củ mật là củ gì không? Không có cái củ gì hết. Chữ củ đây có nghĩa là kiểm soát. Chữ mật đây là cẩn thận, kín đáo. Nghĩa là tháng này xin phép nhiều khi ai cũng nôn Tết. Rồi thậm chí đôi khi vì cái việc mình lơ là, cuối năm mình có thể lơ là. Hoặc là người ta do cái đời sống khó khăn, người ta cần chi dùng mà giờ ta không có tiền, có thể người ta sanh tâm trộm cắp. Cho nên mình nên cẩn thận tháng này. Rồi cộng thêm á, chữ củ, so, củ, củ, củ mật nó cũng có nghĩa là gì? Tháng này là mình tháng nấu nướng nhiều nhất. Thật ra nhà nào ăn ít ăn nhiều gì cũng nấu quá trời quá đất. Không? Nào là làm dưa, nào là làm mứt, đủ thứ hết. Cho nên vì nấu nhiều cho nên cũng nên cẩn thận lửa củi. Rồi tháng này còn làm rất là nhiều việc như là dọn dẹp chuẩn bị. Vậy thì cái tháng này chúng ta gọi là tháng Chạp. Mà đi tảo mộ, thường thường mình có cái lễ nữa là ngoài cái chuyện chúng ta chăm sóc nhà cửa ra, cũng nhớ tới mồ mả tổ tiên. Cho nên chúng ta đi thăm mộ gọi là lạp mả. Nghĩa là tháng cuối năm chúng ta đi thăm mồ mả, chăm sóc. Cho nên ở chùa Phật giáo đi đến cái quốc gia đó, người ta có cái truyền thống đẹp như vậy đó. Cái truyền thống người ta là truyền thống nhớ tổ tiên vào cái dịp Tết nhất. Cho nên Phật giáo đã hội nhập cái văn hóa đó và có những cái tổ chức như là lễ hiệp kỵ tổ tiên ở các chùa. Đó, cái đó là Phật giáo hội nhập với văn hóa của người Việt. Chứ còn nguồn gốc nguyên thủy Phật giáo không có cái lễ cúng hiệp kỵ. Nhưng mà bởi vì Phật giáo có một cái đặc biệt là khi đến quốc gia nào có cái đẹp nào, có văn hóa đẹp nào thì Phật giáo sẽ hội nhập vào và làm cho cái văn hóa đó thêm phong phú. Cho nên cái ngày lễ này mỗi năm chúng ta nhớ tổ tiên, nhưng mà đặc biệt nó thành một cái truyền thống chung cho tất cả người Việt. Dù quý vị không phải là Phật giáo nhưng cái ngày Tết cũng nhớ tổ tiên. Vì nó tổ tiên ai cũng có. Vì vậy cho nên mình không, nó cái này nó không có liên quan đến vấn đề tín ngưỡng. Cái chuyện cúng ông bà tổ tiên nó không liên quan đến tín ngưỡng, mà nó liên quan đến cái chúng ta sống mà chúng ta biết có cội, có nguồn, có cội gốc. Như cái bài thầy Đức Tạng hồi nãy chia sẻ vậy đó. Chờ ở phía sau mình để gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Cái chuyện mà mình nhớ ơn tổ tiên nó không dính dáng gì tới cội, nó dính dáng tới chuyện tín ngưỡng của mình. Vì tất cả chúng ta phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Từ người phàm phu cho đến bậc thánh, mình không có cha mẹ đâu có mình. Cho nên ăn Tết là ngày vui, nhưng vui vẫn không quên tổ tiên. Đó là cái hay, đó là cái đẹp. Quý vị thấy á, cái văn hóa Việt Nam rất hay và rất đẹp. Đó là mỗi khi chúng ta làm gì, chúng ta đều nhớ tổ tiên. Ví dụ nha,
ở đây có ai mỗi tuần đi chợ mua trái cây mới về trước khi ăn, rửa lau sạch sẽ để cúng tổ tiên trước rồi mới hạ xuống ăn không? Có không? Đó, cái đó là một cái đẹp. Đi chợ về cái cuối tuần thứ bảy chủ nhật, đi chợ về mua một đống trái cây vậy đó để ăn suốt tuần đi làm mình, nhưng mà trước khi mình lấy mình ăn, rửa lau sạch sẽ rồi để bàn thờ cúng. Cúng xong cái bắt đầu chiều thứ sáng thứ hai hay là chiều chủ nhật cho cái hạ xuống. Hạ xuống rồi để đó mình ăn suốt tuần. Như vậy chữ cúng đó không có nghĩa là ông bà nào hưởng cái đó rồi mình cử kiêng không dám ăn. Nhưng mà đó là một cái ý niệm chúng ta sống, chúng ta biết luôn luôn nhớ ơn người trước. Cho nên thí dụ như mình đến đâu, mình trước khi mình vô cái nhà đó, mình mới mua cái nhà đó mình ở đó, cái mình cũng lâm râm mình khấn: hôm nay con mới làm chủ căn hộ này, con xin trình các vị đất đai thổ địa, con chính thức dọn vô đây ở, xin các ngài thông, xin nói theo thế gian là thông báo nhưng mà mình nói với những bậc trên chút, mình nói dạ con xin kính trình quý ngài biết để quý ngài phù hộ cho con. Thật ra có ai nghe không? Không biết. Nhưng mà chúng ta khởi cái tâm đó lên để nói lên chúng ta sống, chúng ta luôn luôn biết có trên có dưới, có trước có sau. Mình người ta ở trước ta đi, mình người sau tới mình trình. Còn lỡ quý vị vào khách sạn chỗ nào lạ quý ngủ ngủ không được, mình nhắm mắt mình khấn: con đi tới đây đi du lịch, xin phép được ngủ ở đây 2 đêm. Nói tiếng và an tâm ngủ. Thì đó là mình, cái cách sống của chúng ta là luôn luôn lịch lãm. Lịch lãm giữa người sống với người sống, và lịch lãm cả những cái bậc trên. Cho nên các thầy đến nhà Phật tử, nếu mà nhà nào mà có bàn thờ ở phía dưới, là chuyện đầu tiên quý thầy tới là chắp tay xá bàn thờ Phật của vị Phật tử đó thờ. Còn nếu mà nhà nào mà trên thờ Phật, dưới thờ ông bà, thì sẵn quý thầy xá ông bà luôn. Không có tội lỗi gì hết. Ông bà mình không có tổn phước gì hết trơn, mà ngược lại thầy có phước. Ví dụ như bây giờ ông bà mình còn sống đi thì thầy cũng phải tới chào thôi. Thì bây giờ mình thờ ông bà mình thì thầy tới mình chào ông bà mình. Cho nên cái việc mà tới chùa mà xá Phật, xá tổ đó không có gì mê tín đó. Đó là một cái lịch sự. Người sống thì mình tới mình chào, cúi đầu mình chào. Người quá vãng rồi thì ta có cái bàn thờ mình tới mình chào hỏi. Vì cái bàn thờ đó là cái điểm để chúng ta hướng tâm. Cho nên ai cũng sẽ, nhà nào cũng có bàn thờ hết. Mình tín ngưỡng đạo khác, mình cũng có bàn thờ. Tùy theo cái cách trưng bày của mình, nhưng chỗ đó là cái chỗ chúng ta hướng cái tâm mình về đó. Cho nên cái bàn thờ không hề có một chút gì gọi là mê tín, nhưng mà chúng ta biết tại sao chúng ta phải thiết lập. Pháp Hòa nói với các vị bây giờ, ở dưới mỗi tấm hình quý vị chú thích: ông Nguyễn Văn A, pháp danh gì nếu có ha, sanh ngày mấy tháng mấy, mất ngày mấy tháng mấy, chú thích cho rõ ràng. Hết đời mình, con cháu nó biết ông này là ai. Quý vị biết mấy cái hình thờ linh đó. Pháp Hòa luôn luôn là từ xưa, từ thời Pháp Hòa còn làm việc chuyện đó, Pháp Hòa chú thích từng cái hình phía dưới. Và bây giờ cũng cứ nhắc mấy thầy, các vị nào mới tới gửi vô, nhớ chú thích cái hình ghi tên đó lên. Thật sự nhiều quá, nhiều khi tuần đi cái 7-8 đám có nhớ ông nào là ông nào đâu. Và nhiều khi đám đó Pháp Hòa đi, đám kia thầy Đức Tạng đi, đám nọ thầy Tịnh Tạng đi, client của ông thì ông biết, khách ông biết, chứ tôi có biết ông đó là ai. Cho nên về họp lại hết thì phải chú thích. Như vậy thì thưa đại chúng, cái đó chỉ là một cái tâm tình của người sống đối với người đã mất, đặc biệt là ông bà tổ tiên của mình. Sự sinh sự tử như sự sinh, mình đối với người chết giống như mình đối với một cái người sống. Và nó không có phải là mê tín, mà nó là một sự trở về hướng tâm kỷ niệm. Cho nên cúng bảy thất cũng là một hình thức kỷ niệm người mới mất. Không lẽ vừa chôn xong rồi quay lưng, không nhớ nghĩ không gì nữa hết, thì mình thấy ủa sao đời sống con người nó ngắn dữ vậy.
Sống với nhau mấy chục năm, hạ nguyệt xuống cái rồi, lộ khăn tang rồi là xong. Mạnh ai nấy đi chơi, đi ăn, đi vui mà không còn nghĩ nhớ gì nữa hết. Cho nên cái chuyện mà chúng ta cúng kính với nhau, đó là một cái hình thức tạo ra để chúng ta giữ cái sự hoài tưởng về nhau. Từ 49 năm, từ 50 ngày, rồi 100 ngày, rồi 1 năm. Và sau đó cứ mỗi năm tới cái ngày giỗ chúng ta nhớ. Vì sao? Vì chúng ta vẫn nhớ sinh nhật của nhau mà. Mà sinh nhật nhau còn sống mà không tặng quà người ta nhắc. Có nhiều người thẳng lắm, mai sinh nhật tôi nha. Phải không? Hay là mấy đứa nhỏ nó nhắc tuần sau sinh nhật con nha ba. Nhưng mà người chết ta đâu có nhắc được, ngày mai tới ngày tôi chết. Thì chúng ta nhớ cái ngày tổ tiên, mà tự nhiên mình thấy cái đời sống của chúng ta nó rất đẹp. Nó đẹp là ở cái chỗ chúng ta sống không phải chỉ biết riêng mình, mà lúc nào cũng nhớ trên, nhớ dưới. Nghĩa là quá khứ thì ông bà người thân đã mất, hiện tại thì người thân đang sống. Cho nên chúng ta đều đặt tâm nhớ sinh nhật người còn, nhớ ngày mất của người đã mất. Thì tự nhiên mình thấy cuộc sống mình nó dễ thương, nó đẹp ra. Và chính cái cách sống đó mình sẽ truyền đạt xuống cho con cháu. Cho nên dù các con các cháu nó không về nhà nó cúng dỗ được, quý vị cũng text cho cháu, gọi phone cho cháu. Ngày mai là ngày kỷ niệm ông nội con mất. Nếu con không về được, con nhớ đến ông nội ngày mai. Dù một giây phút nào nó nhớ tới ông nội nó thôi, thì mình cũng đã làm được cái việc là tưới một cái hạt nước, một hạt nước vào cái hạt giống hoài tưởng đó của con cháu. Nên thôi, nó bận lắm, nhắc nó làm chi. Cái gì mình cũng đổ cho việc bận, bận rộn có bận rộn. Nhưng chúng ta có phương pháp của bận rộn. Cho nên cái chuyện mà mình hiệp kỵ không phải làm biếng. Thì dỗ riêng rồi, nhưng mà chùa chung thờ đông chúng ta hiệp kỵ. Hồi đó tên còn ít, vài trăm tên ráng đọc nổi. Bây giờ mỗi bên cả ngàn tên rồi. Nếu mà quý vị quỳ và quý vị nghe Pháp Hòa đọc 2000 cái tên đó. Người chết đâu chưa thấy về mà người sống sắp đi rồi đấy. Thôi thì bây giờ mình đặt cái bàn thờ tổ tiên thì tâm tưởng mình. Cái này nó còn hay hơn nữa. Tại vì chính mình nhớ tổ tiên mình, nhớ ông bà mình tên họ gì, mình khấn nguyện. Cho nên chút nữa đây quý vị, mình làm sao để đứng đầy đủ vào trong chánh điện này, hướng tâm về bàn thờ tổ tiên. Hoặc là quý vị có thờ người thân ở phía sau, mình ra phía sau cũng được. Miễn nơi nào đó quý vị hướng tâm, và trong tâm thành của mình kính mời chư vị tổ tiên. Vậy thì cái mình mời, người ta có mặt không không biết. Nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nói cái sự thực tập của mình là mình đã có mặt cho tổ tiên. Mình đã có mặt cho tổ tiên thì trong cái sự tương ứng, mình nghĩ tới ai thì người đã sẽ có với mình. Tại vì trong cuộc sống mà, xin phép, nhiều khi cái người yêu của mình mấy chục năm rồi mà lâu lâu mình cũng nhớ vậy. Mặc dù bây giờ mình không còn gặp, nhưng mà lâu lâu mình vẫn nhớ tới người đó. Cái chuyện đó là sao? Vì nó ở trong cái tàng thức của mình, nó ở trong cái memory của mình. Vậy thì cái tàng thức mình chính là cái kho, chính là cái kho chứa. Và nó chứa cái cũ, cái mới, cái thương, cái ghét, cái vui, cái buồn. Mà lâu lâu nó lại đi lên. Nhưng có những cái nó đi lên, nó làm mình dễ chịu. Có những cái nó lên, nó làm mình khó chịu. Cho mình tu tập là mình biết cái nào cần mời nó lên để mình tiếp xúc với nó. Cái nào mình không để cho nó khởi lên để mình khỏi tiếp xúc. Tại vì nó khởi lên là mình phải tiếp xúc. Thí dụ mình ghét cái người đó, mình nhớ cái người đó. Vừa cái tên người đó vừa pop lên đầu mình thôi. Cái hình ảnh người đó lên đầu mình rồi là bắt đầu tự nhiên đầu mình nó rần rần lên, mặc dù người đó không có mặt. Nhưng mình nhớ tới cái lời nói của người đó, cái hình ảnh người đó đã không dễ thương với mình, thì tự nhiên mình sẽ không dễ thoải mái. Cho nên chắc tuần sau đi, Pháp Hòa sẽ nói cái chuyện dọn kho ăn Tết.
Cho nên cái mùa năm mới đối với dân tộc, đối với người Việt Nam á, không phải là mình nói là ăn Tết là cái chuyện vui chơi đâu. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn sâu sắc thì chúng ta thấy nó là một quá trình thực tập, có vấn đề thực tập trong đó. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ hiểu một điều rằng Phật Pháp không rời thế gian. Phật Pháp không có rời thế gian. Tại vì cái mục đích của Phật Pháp là làm sao soi sáng các pháp của thế gian. Cái pháp thế gian người ta có như vậy, và Phật Pháp cũng có pháp của Phật, thì mình soi cái ánh sáng chánh niệm vào đó. Ví dụ như mình vẫn cầm chén cơm mình ăn như bao nhiêu người ăn, nhưng Phật Pháp soi vào đó một chút. Trước khi ăn mỗi cái miếng vạc cơm, mình đọc một câu: nguyện tìm cách cho vui, nguyện làm vơi nỗi khổ, nguyện để lòng hoan hỷ, nguyện học hạnh thả buông. Bốn cái nguyện rồi. Mà bốn cái nguyện đó là bốn cái tâm rộng lớn của đời người đó, là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Mà chúng ta diễn nó ra bằng bốn chữ: nguyện tìm cách cho vui là hỷ rồi, phải không? Đó. Nguyện làm vơi nỗi khổ, tìm cách cho vui là từ, cho người bớt nỗi khổ là bi. Nguyện tìm cách cho vui, nguyện làm vơi nỗi khổ, làm cho người ta vơi khổ là bi, cho người ta niềm vui là từ. Nguyện giữ lòng hoan hỷ là hỷ. Nguyện học hạnh xả buông là xả, từ bi hỷ xả. Hay là mình đưa một muỗng cơm lên, nguyện không làm điều ác, lát nữa mình ăn thêm muỗng thứ hai, nguyện làm các việc lành. Như vậy thì ngay cái bữa ăn của mình vẫn ăn, nhưng bây giờ mình có một chút ánh sáng của tu tập vào trong đó, cái tự nhiên cái miếng ăn này nó trở nên thánh thiện quá. Cái chuyện mình ăn chay ăn mặn không sao, nói không đọc cái này giống như kinh Phật chứ ăn chay thôi, không vậy chắc năm ăn được, tu được ngày. Có nhiều người ăn có mùng một Tết, có nhiều người suốt năm ăn có mùng một Tết à, đâu có ăn chay ngày khác đâu, đúng không? Cho nên quý vị tập bất cứ bữa ăn nào cũng nhớ ba việc: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả chúng sanh. Còn không thì nhớ bốn việc: nguyện tìm cách cho vui, nguyện làm vơi nỗi khổ, nguyện để lòng hoan hỷ, nguyện học hạnh thả buông. Bữa ăn thôi cũng trở thành ra một phương pháp tu tập. Mỗi bước chân mình đi, mỗi bước chân đi xin cẩn thận. Nếu ai lỡ bị chết dưới chân tôi thì xin các vị sẽ được về cõi an lạc. Mình mỗi bữa ăn, mỗi cái bước chân, mỗi cái ngụm nước mình uống đều khởi cái tâm nhớ. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Đâu có phải là mình gọi là đợi làm người tu mình mới tu. Tu là gì? Là mình khởi tâm biết chỉnh đốn đời sống của mình. Vì thì mỗi bữa ăn, mỗi việc làm của chúng ta đều tu hết. Mỗi lần mình đi tiểu đi tiêu, có cái bài kệ để đi tiểu đi tiêu: khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Cái tham sân si và tội lỗi người đời muốn bỏ nó ra, giống như mình bỏ cái khí trược, những cái trược uế trong người mình. Và vừa ra rồi là phải nhấn nước dội nó đi. Cũng giống như mình mong mỏi cái tham sân si, cái phiền não nó rời mình. Như vậy thì trong khi chúng ta đi đưa cái tạp dơ ra ngoài thì chúng ta vẫn khởi một cái ý nguyện của tu hành. Từ đó mình mới thấy tại sao trong Phật giáo đâu phải tối ngày cứ cúng kính. Dạ không phải. Mà phải nói là tối ngày lo tu tập, chuyển hóa như mượn hình thức. Quý vị thẳng có hình thức nào, mình đưa cái đạo lý vào cái hình thức đó. Chứ Phật giáo không có bày thêm. Phật giáo đâu có bài cúng thần tài. Phật giáo đâu có bài cúng ông Táo. Phật giáo đâu có bài cúng ông Thiên. Phật giáo đâu có bài cúng ông Bà. Phật giáo đâu có bài cúng sao giải hạn. Nhưng mà quý vị có những cái tập tục đó thì bây giờ Phật giáo thổi thêm vô: cúng sao, xin một vị sao mà xấu của mình phù hộ cho mình.
Nhưng mà giờ quý vị cầu vậy không mà không cho tu tập gì, bắt đầu đưa vô cái mấy cái bài kinh này đọc đi đó, ngày nào cũng sao nhớ đọc này nè. Ta bà chẳng ở được lâu dài, đọc bài đó, ta bà chẳng ở được lâu dài. Sớm tối tụng kinh cửa Phật đài, 12 nguyện lớn tiêu tội hết, 3000 quá Phật vũ lòng soi. Hoa sen tây trúc đầy thơm ngát, quả phúc nam diêm được tốt tươi. Anh muốn cái quả tốt ở phương Tây không? Thì ngay ở phương Nam này anh lo anh tu. Quả ở phương Tây là về cực lạc là quả, mà tu ở phương Nam cõi con người là tu nhân. Vậy thì ngay cái bài kệ đó đã chỉ cho mình cái nhân quả rồi. Anh muốn được về cõi trời, ráng sống tu. Anh rời khỏi Tây phương cực lạc. Tây trúc hoa sen đầy thơm ngát thì quả phúc nam diêm được tốt tươi. Giờ mình không nói cho người ta biết gì hết, ta không biết cúng, mà ta càng cúng ta càng lầm, càng mê. Thôi, tùy thuận người ta, nhưng cho người ta chánh pháp. Cũng giống như mấy bà cụ đâu có bệnh gì đâu mà ngày nào cũng đều uống thuốc hết. Và đưa đại như thuốc bổ, thuốc gì đó. Rồi đã khỏe ru, ngày hôm đó không rên, không gì nữa hết đó. Mà sáng mà không cho thuốc là rên từ sáng tới tối. Nghe ai bệnh gì của mình cũng có bệnh hết á. Vậy thì một bà cụ mang bệnh á, bà không có bệnh gì hết, có cái bệnh là bệnh tưởng. Thì người ta đang bệnh tưởng thì mình có một viên thuốc nhỏ nhỏ gì, thậm chí cho một viên kẹo cũng được. Đây thuốc đây uống gì. Bà ngậm xong viên kẹo đó hết bệnh cả ngày. Vậy thì viên thuốc đó là phương tiện, tùy bệnh mà cho thuốc, tùy cái loạn, tùy cái vọng tưởng của chúng sanh mà chúng ta giáo hóa. Đó là cái khéo léo của Phật giáo. Cho nên thưa đại chúng, Phật giáo đi đến đất nước, đặc biệt là nước Việt Nam, và nước Việt Nam đã sẵn những cái văn hóa đẹp, Phật giáo tiếp nhận để hội nhập và cùng làm cho cái văn hóa đó ngày thêm khởi sắc, như là cái lễ nhớ ơn tổ tiên, phụng cúng tổ tiên trong những ngày lễ. Chứ còn bản chất thì mục đích của Phật giáo là tu tập để giải thoát, chứ không phải đặt cái vấn đề cúng kính. Nhưng con người chúng ta sống không phải chỉ có khi chúng ta chưa giải thoát. Một phương tiện để làm cho chúng ta vẫn đẹp trong cõi đời này, đó là sống mà biết ơn, nhớ ơn và đền ơn. Nhớ ơn, biết ơn và đền ơn, đó là cái việc quan trọng của đời người tạm bợ của chúng ta. Còn chúng ta có tu, có giải thoát, có thành Phật gì đó là chuyện của riêng mình. Nhưng hiện tại ai sanh ra mình, ai nuôi mình lớn, ai cho tiền mình đi học, ai trợ lực cho mình trong cuộc sống này, mà chúng ta chỉ lo cái chuyện giải thoát mà quên ơn. Thì quên, nhớ ơn không phải là chuyện giải thoát, nhưng nó là một phương tiện để làm cho mình đẹp và giải thoát hiện tại. Cho nên giải thoát hiện tại, giải thoát của tương lai. Cho mình hiểu rồi thì mình sẽ không thấy nó là một cái chuyện gì gọi là mê tín, cuồng tín trong đó cả. Vì chúng ta làm mà chúng ta biết chúng ta đang làm gì. Thì hôm nay nhân cái ngày cuối năm, chúng ta một lần nữa đón mừng Tết ở xứ người, nhưng chúng ta không quên nguồn cội, vẫn nhớ về quê hương, vẫn nhớ về ông bà tổ tiên của mình. Dù các vị đó mất ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi nào, chúng ta đều nghĩ nhớ đến. Và đó là cái đẹp của bổn phận của cháu con, vui mà không quên ông bà tổ tiên. Đó là cái hay của mình. Chúc đại chúng có những ngày cuối năm thật bình an. Và xin thưa là bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ dừng hết tất cả các cái thời khóa tụng niệm từ thứ hai đến thứ năm để chúng ta dọn dẹp chuẩn bị. Riêng ở tên tu viện Tây Thiên thì thứ tư này lúc 10 giờ rưỡi sáng sẽ có một khóa lễ cầu nguyện cuối năm và cúng hiệp kỵ tổ tiên ở tại Niệm Ân Đường, ở tại tu viện Tây Thiên. Cho nên quý vị nào muốn lên thăm tu viện Tây Thiên nhân dịp cuối năm, hoặc là lên đó cúng ông bà tổ tiên có thờ trên đó, thì 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ tư, ngày 7 tháng 2 này, chúng ta có khóa lễ trên đó. Riêng ở Trúc Lâm thì
Thì thứ sáu ngày 9 tháng 2 lúc 11 giờ chúng ta sẽ có lễ cúng cơm tổ tiên và cúng ngọ. Và buổi tối thì lúc 7 giờ có lễ sám hối. Thì cái chương trình Tết cũng có, quý vị chụp lại trong phone để theo dõi chương trình của đón mừng năm mới. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc và sẽ gặp lại quý vị vào tuần sau. Nếu ai đi chùa thứ bảy là mùng 1 Tết ha, tuần sau gặp được 3 ngày nha. Thứ sáu gặp giao thừa ha, thứ bảy gặp mùng 1 Tết ha, chủ nhật gặp mùng 2, cũng là lễ hàng tuần của mình luôn. Rồi, see you next week. 10 đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đại chúng xả chân xong thì quý vị tất cả chúng ta sẽ hướng về bàn thờ tổ tiên. Ai có người thân cúng bên này thì mình vào vị trí của người thân mình. Nhờ các vị Phật tử của chùa mình tạm thời xin mấy quyển kinh, dời mấy quyển kinh với cái ghế kinh để cho đủ chỗ. Mời hết tất cả quý vị bên ngoài đi vào bên trong.